xin chào cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh Thanh Giang Vlog của Thanh. Thì buổi chiều hôm nay Thanh đi ra đồng để Thanh đi chụp chuột theo mấy cách á. Bữa nay Thanh đi lên cái cánh đồng rất là xa luôn. Thì cái cánh đồng này là bây giờ người ta mới đang vô vụ để cắt lúa. Thì Thanh đi lên đây để Thanh chụp chuột theo mấy cách mà bây giờ vừa mới tạnh mưa á. Cái mấy cách nó đi vô hết rồi. Còn lúa người ta đang kéo vô thôi. Bây giờ là cũng vừa tạnh mưa. Bây giờ Thanh mời cô chú anh chị em và các bạn cùng đi đào hang chuột với Thanh nha. Nó khôn ghê, đào bít cái đồng nãy giờ không tìm thấy ra cái hang luôn. Nó đem theo cái bao này các bạn, mà nãy giờ chưa được con chuột nào chân mà đem theo cái bao cho bá lửa mà cái hang bây giờ nó tẻ hai hang luôn, ém một hang lại đào trước thì mới được. Có lúng lúng cái đuôi chuột này các bạn ơi. Ít ra từ nãy giờ đào không uổng công. Ơi coi chừng có hàng ếch không. Nó chuột nó ưa phản đòn lắm đó. Đây đây. Có cái đuôi chuột này nè. Nè. Đây. Đó, cái đuôi chuột nó nằm đó các bạn. Cái đuôi nó nè. Có cái đường chuột nó nằm đó. Từ nãy giờ đào. Để anh rút ra. Đào xuống thêm một tay nữa. Nè. Cái đuôi này giờ phải làm nó nè. Đó. Cái đuôi con chuột này các bạn ơi. Đó, thấy cái đuôi vậy đó. Anh lôi nó ra mới được. Này, cái đuôi nó nè.
Trời nó gút vô nè. Dính rồi, dính rồi, dính rồi. Ý. Quá. Ý. Ý. Nắm sao đứt cái đuôi con tá luôn. Được một con. Một con các bạn ơi. Ít à. Từ nãy giờ. Vô bao, vô bao. Một con chuột. Ít rồi, Thanh Đạo từ đẳng á. Tới đằng này luôn mới được một con đó các bạn ơi. Hết sức. Bờ muốn banh luôn á mới được một con chuột đó các bạn. Cái chỗ này mà nó có cái đống đụng á là có chuột. Ô ô ô ô. Đây có cái đống đục rồi các bạn ơi. Đi, chỗ này hai cái luôn nè. Ừ, chỗ này nhiều hang nè. Một cây cái nữa nè. Đống đục này cũng hết sức luôn rồi các bạn. Mình đặt cái đống này xuống đây. Ôi, cái đống này có gọ nữa nè. Đó các bạn ơi. Cái này có gọ là chắc có chuột nữa nè. Đó. Ê, ê, đi hai ba. Ê, con chuột bự. Chưa đi kiếm hàng ếch nữa. Ê, kiếm hàng ếch trước mới được. Chuột tà tá luôn. Ê, xíu nữa à. Cái hàng ếch nữa. Con chuột bự lắm luôn. Đuôi nó bự dữ lắm luôn. Chuột này uống đu luôn nè các bạn ơi. Ui, ém hai ngách mà nữa mà ém còn sót nữa, nó tung ra luôn các bạn. Dạ. Nó đạp, nó gú đầu quá. Dạ. Chạy gì hả? Chạy nó không thoát được chị đâu chuột ơi chuột. Còn mấy hàng nữa các bạn luôn. Bất giờ ý là ém hai ngách rồi đó mà nó còn tung ra được nữa đó các bạn. Cái hang ấp nằm ngay đây rồi chị. Ít là nó tung
tung ngay cái lỗ nãy luôn á. Nãy thanh em hăng ếch nó tung ngay luôn. Em không có được cứng á. Đây nữa này các bạn ơi. Cái này hăng ếch chắc nằm ở đâu đây quá. Cái này cũng có gọn nữa nè. Nó từ nguyên một ổ luôn nè. Ê, có cái đuôi chuột à. Có đuôi chuột nữa các bạn ơi. Thấy cái đuôi nó rồi. Đây có cái ổ nữa nè các bạn. Cái ổ tròn tròn như là cái ổ tim này kìa. Ngay đây có cái ổ nữa đó. Con chuột các bạn ơi. Ê, nó lú đùi gà. Ê, phản đòn nó chạy ra nha. Nó đưa cái đầu ra rồi kìa. Quay lại đây cho ơi. Nó lu cái đầu ra rồi. Ê, đó. Nó kiếm đường nó thoát kìa. Đó, nó đưa cái đầu ra đó các bạn. Nằm trong cái len nó đưa cái đầu ra đó. Nó quay cái đầu ra rồi. Hồi nãy nó lú cái đuôi, bây giờ nó quay cái đầu ra rồi, khó. Ra các bạn ơi. Cho là nãy giờ được 4 con rồi đó các bạn ơi. Ít à. Lú đầu ra chạy hả mày? Bốn con. Mừng hết sức luôn. Ít à. Chúng nó khôn ghê luôn á, nó vừa thấy thành đường cây lan vô cái bắt đầu là nó lú đầu ra liền. Hết cùng luôn. 4 con. Hên ghê luôn. Các bạn biết sao ở cái bờ này chuột nhiều không? Tại chỗ này á người ta bao đê á. Ở xung quanh này là người ta bao đê trơn, còn cái chỗ này á là còn lúa nè. Người ta vừa mới cắt nữa. Còn mỗi chỗ này là nó khô bới, chuột nó dồn vô mấy cái hang này nè các bạn. Ơi. Vừa đào cái vô dính con chuột coi chạy ra luôn các bạn ơi. Không biết cái đầu nó nằm ở dách nào luôn rồi. À, đây. Nè các bạn ơi, cái đầu nó nè. Ít là vừa mới đào vô có mấy len à. Là chuột nó chạy ra luôn nè. Wow. Ít là thanh đè mạnh. Con người ta muốn xỉu luôn. Ít là vừa đào mới có 2-3 len luôn á. Chuột nó chạy ra liền luôn. Ít thôi con nó mạnh nè, gì mà nó hay còn sống nè. Ít ra quả đảo đã luôn. Mới đảo có 2-3 len luôn. Chục này tới số. Ở đây có cái đống đùng bự nè các bạn ơi.
nó trà đóng đùng bên đây. Ê, qua tới bên đây luôn. Ê, đóng đùng này dữ rồi nha. Coi chừng cái này đó, nó đi lộn qua bãi. Nghe cái đó đó, ấy nguyên một hổ luôn. Ấy nó lú đầu ra kìa. Không nhận liền rút cái cục ra. Một hổ hàng luôn. Ít là chuột này nó bự hết trơn rồi kìa. Đây. Chuột nó không ra gì con nhái. Nhái nó nhảy lên tay. Nó thồn. Ra luôn. Ít là cái này nguyên một ổ chuột luôn các bạn ơi. Ít là chuột con kìa. Nguyên một ổ luôn rồi, cái này vô mánh rồi. Giờ Thanh ém cái hang này lại để đào bắt con chuột bên đây mới được. Chuột mẹ lú đuôi rồi, chuột mẹ lú đầu rồi, đó 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 cái miệng nó ra đó các bạn. Rồi để Thanh chụp cái đuôi mới được. Ủa cái đầu nó đưa ra đó các bạn. Thập thò thập thò, lo cũng chết mà không lo cũng chết à anh chuột ơi. Thò hả mày? Thập thò lo cũng chết mà đúng là cái câu này luôn. Chuột này nó bự lắm nè chị. Nó cút lên trên hang trên nữa. Ê, ê, anh thập ra nữa kìa. Dính không nữa nè. Ê dính 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 dính. Đây. Thấy cái đầu vậy. Thập thò lo cũng chết mà không lo cũng chết. Thầu ơi. Con này các bạn ơi. Một con chuột. Thập thò hả mày? Gian nan lắm mới bắt được con chuột này luôn á. Chạy bắt có vú. Wow, nặng rồi đó nghe, nặng gọi rồi đó. Thập thò hả? Thoát ngồi hồi hộp với con chuột mẹ luôn á. Cái chỗ này chuột ổ nhiều lắm luôn á. Rồi hết rồi, mấy chuột nhỏ này thả lại đi cho nó chạy. Nó bự. Ê, cái hang này có chuột to nhỏ bự mới đúng rồi, chuột nhỏ có chuột bự.
chưa có em ắt nữa. Ê, chú con đó hả? Chuột này từ mười mấy hai chục con luôn trời. Chuột đẻ dữ rồi. Bón chuột các bạn ơi. Bón chuột mẹ. Ê, chuột bự ra. Trời nè các bạn ơi, lú cái đuôi à. Tung mạnh lắm luôn á, coi nè. What the? Một con nữa. Quá chàng đào cái chỗ này vô mánh rồi. Ít là tưởng nào đi chụp theo mấy cách không được. Lần hồi đi đào hang chụp im hơn chụp mấy cách nữa các bạn ơi. Ít rồi. Bữa nay đào chuột cái ham luôn á các bạn ơi. Nay đào chuột vô mánh rồi. Hang nào cũng dính hết trơn á, nhưng mà cũng có hang không có nha. Đào chừng 2-3 hang dính được con, 2-3 hang dính được một con. Nên là bữa nay chuột nó dồn vô đây quá nhiều luôn bạn. Ý nhái này. Ê, cái hang nó có chuột nữa các bạn ơi. Qua qua ăn trùng này bự lắm nè. Nhắm đất xuống mới được. Ê, con trùng bự nè. Coi kìa. Vàng nín luôn kìa. Ê, thôi, hai con luôn các bạn ơi. Cái hang này hai con luôn. Cho nó lúc cái đuôi lên. Ê, thôi, hai con luôn kìa. Con luôn các bạn ơi, nắm được cái đuôi à. Được chuột cái này là hai vợ chồng con chuột nha. Lần này hai vợ chồng thiệt rồi đó. Ê làm sao hên ghê, một con bắt ra được một con, cái con nó tung ra liền trời. Nhỏ hơn nó là chụp lẹ chứ thôi là nó ra luôn rồi. Nhỏ hơn nó là hánh chụp lẹ luôn á các bạn, chứ thôi là nó ra một con nữa rồi. Ít trạ coi nè, hên ghê luôn á. À, vợ chồng trốn. Vợ chồng của ảnh đang ấm khi trời mưa chuyển. Ít là quá cái này sợ hồi nó lọt luôn, quá nặng rồi. Coi còn có kẻ thứ ba nữa không, coi có tình tay ba không, ngồi hết tình tay ba rồi. Cái này có tình tay hai à. Ít là cái hang này mà hai con các bạn vô mánh ghê trời. Ít là quá đã. Người ta kéo lúa về nè các bạn.
giờ bữa nay đi đào chuột vô mánh luôn các bạn ơi. Bây giờ trời cũng chuyển mưa rồi, thôi Thanh đi dài ra đây đó, nếu mà có hang thì đào, còn không có hang Thanh về luôn các bạn. Ở Thanh đi lên chơi cái cánh đồng này á rất là xa luôn á, tại trên chỗ của Thanh á là người ta cắt lúa hết trơn rồi, bây giờ người ta xạ lại luôn á. Tới đây cũng hết trơn hang, cái này đi ra gần tới bờ rồi các bạn ơi. Ngày hôm nay á Thanh đi đào chuột ở cánh đồng lúa đang cắt. Cái chỗ của Thanh thì đang đứng lên, còn trên đây thì là bao đê á, nên nước nó lên chưa kịp. Thanh cho cô chú anh chị em cho các bạn xem thành quả này Thanh đi đào chuột nha. Tất cả nhiều lắm luôn á, khoảng mười mấy hai chục con luôn á, coi gì các bạn. Chuột bự không luôn á, có một con nhỏ, còn nhiêu là chuột bự không à. Chuột này chắc tháng này chắc mở không rồi ta. Chuột này ngon lắm mà, cái này khoảng chừng 20 mấy con chuột luôn á các bạn. Đợt này á Thanh tính là đi theo máy cắt đi chụp chuột, nhưng mà không ngờ đi ra đây á là trời mưa, vừa mới mưa xong á cái bắt đầu máy cắt người ta chạy vô, người ta đậu hết trơn kìa. Nó đậu nó 4 chiếc, với đằng kia 4 chiếc, là 8 chiếc. Mà tại vì lúa đang hay còn ngoài đồng cho nên người ta ra người ta kéo vô quá. Thôi à, cũng nhờ hên đó là không có máy cắt cắt lúa, nếu mà chạy theo chụp máy cắt cũng không biết có chuột không nữa. Rồi mình đi đào hang giật hồi, hên đào trúng cái hang. Hang nào cũng có chuột chứ, hành đào đâu khoảng tầm 20 mấy 30 cái hang là được 20 mấy con chuột luôn á trời. Hang chuột dồn. Video của Thanh đến đây Thanh cũng xin kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị em và các bạn đã đón xem hết video của Thanh. Mong cô chú anh chị em và các bạn cho Thanh xin một like, một lượt đăng ký kênh. Có yêu mến Thanh thì cho Thanh xin